Hiện nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Đà Nẵng liên tục tăng cao. Không chỉ chủ quan trong thực hiện công tác phòng dịch, mà nhiều người dân còn tự ý điều trị tại nhà khi mắc sốt xuất huyết, dẫn tới nguy cơ bệnh chuyển nặng. Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng cho biết, hiện đơn vị đang điều trị khoảng 120 bệnh nhi sốt xuất huyết, trong đó nhiều trường hợp được tuyến dưới chuyển lên trong tình trạng suy đa tạng, giảm tiểu cầu, phải can thiệp chuyên sâu. Phần lớn bệnh sốt xuất huyết ở trẻ chuyển biến nặng là do phụ huynh chủ quan và nhầm lẫn với triệu chứng của các bệnh cúm thông thường nên tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ. Cái lúc đầu mình tưởng là nó sốt CV, nó sốt nhẹ, mình ở nhà mình cho nó uống nước, thứ sau diễn biến ngày hai ngày sau mình thấy nó nặng, thì mình cho nó đi xét nghiệm máu, bắt đầu biết là nó bị như thế. Bệnh nhân nặng phải điều trị tại khoa nó rất là nhiều. Số lượng bệnh nhân cần phải truyền các loại dịch chuyên biệt về sốt xuất huyết, ví dụ như là dịch cao phân tử, các chế phẩm của máu, hay là các bệnh nhân phải cần hỗ trợ về hô hấp, thở oxy, thở máy, nó nhiều hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 8.000 ca mắc sốt xuất huyết, và ngành y tế dự báo số ca bệnh sẽ còn tăng lên trong thời gian tới, bởi thời tiết hiện tại thuận lợi cho muỗi sinh sôi gây bệnh. Theo các bác sĩ, bệnh sốt xuất huyết diễn biến bệnh rất nhanh, biến chứng xuất hiện đột ngột có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không được can thiệp y tế kịp thời. Những cái trường hợp sốt xuất huyết thì các bệnh nhân nên thăm khám tại cơ sở y tế. Thì những người cơ sở y tế có chuyên môn thì lúc đó mới tiên lượng và có những các cái lời khuyên một cách chính xác nhất. Những cái trường hợp có dấu hiệu cảnh báo, những cái trường hợp nguy cơ cao, những cái trường hợp nặng thì các nhân viên y tế sẽ tư vấn vào viện để theo dõi. Những cái trường hợp mà theo dõi điều trị tại nhà là phải theo dõi rất là sát, và nếu có xuất hiện những biến chứng bất thường, những dấu hiệu chứng bất thường theo lời khuyên của nhân viên y tế thì cần phải quay lại cơ sở y tế một cách nhanh nhất. Sốt xuất huyết bùng phát mạnh vào mùa mưa có thể thành dịch lớn với số lượng người mắc cao, đặc biệt là các khu vực có điều kiện vệ sinh môi trường không tốt. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do vậy khi người bệnh có các dấu hiệu cảnh báo cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.